Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Chào các bạn, trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là những cái ngày tốt và ngày xấu trong cái tháng 3 âm lịch. Đây là một cái tháng đủ. Ở đây thì cũng giống như một số các cái video trước thì các bạn chú ý ở trên này, đây là cột đầu tiên là cột thứ ngày, cột thứ hai là cột dương lịch và cột thứ ba đây là cột âm lịch, tức là cái ngày âm lịch trong cái tháng 3, tính từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30. Đấy, có tất cả là 30 ngày. Tương đương với đấy thì bên đây là cái lịch can chi và cái sao, rồi lục nhâm này, vận xấu khác, rồi bên này là tốt với xấu. Và cũng quy định như các cái video trước thì màu đỏ là ngày tốt, còn màu xám là ngày xấu. Đúng, ngày màu xanh đây là cái ngày trung bình, tức là ngày bình thường. Thì tôi sẽ quay rất từ từ để cho mọi người xem. Ngày âm lịch ngày mùng 1 tức là ngày 24 tháng 3 là ngày tốt này. Ngày mùng 2 là ngày 25 tháng 3 là ngày tốt. Ngày mùng 3 là ngày 26 tháng 3, đây là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày mùng 4 là ngày 27 tháng 3 cũng là ngày xấu. Ngày mùng 5 là ngày 28 tháng 3 là ngày tốt. Ngày mùng 6 là ngày 29 tháng 3 là ngày xấu, đây là ngày sát chủ. Ngày mùng 7 tức là ngày 30 tháng 3 dương lịch là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày mùng 8 là ngày 31 tháng 3, đây là ngày bình thường, ngày trung bình. Ngày mùng 9 âm lịch là ngày mùng 1 tháng 4, đây là ngày này cũng là ngày trung bình, tuy nhiên là kỵ kết hôn. Ngày mùng 10 âm lịch tức là ngày mùng 2 tháng 4, đây là ngày xấu. Ngày 11 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 4 là ngày bình thường. Ngày 12 âm lịch là ngày mùng 4 tháng 4, đây cũng là ngày bình thường. Ngày 13 là ngày mùng 5 tháng 4, đây là ngày tam nương, là ngày xấu nhé. Ngày 14 là ngày mùng 6 tháng 4 là ngày tốt. Ngày 15 là ngày mùng 7 tháng 4, nhiều dương lịch là ngày bình thường. Ngày 16 là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày xấu này. Ngày 17 là ngày mùng 9 tháng 4 là ngày bình thường. Tuy nhiên ngày này cũng là kỵ kết hôn. Cái phần này cũng đã có ghi chú sẵn ở trong này rồi. Ngày 18 là ngày mùng 10 tháng 4, đây là vừa là ngày tam nương vừa là ngày sát chủ, là ngày rất xấu. Ngày 19 là ngày 11 tháng 4 là ngày bình thường. Ngày 20 là ngày 12 của tháng 4, đây là ngày tốt. Ngày 21 là ngày 13 tháng 4, đây là ngày xấu. Ngày 22 là ngày 14 tháng 4, đây là ngày tam nương, là ngày xấu. Ngày 23 là ngày 15 của tháng 4, đây là ngày tốt. Ngày 24 là ngày 16 tháng 4, là ngày xấu. Ngày 25 là ngày 17 của tháng 4 là ngày bình thường. Ngày 26 là ngày 18 tháng 4, đây là ngày bình thường. Ngày 27 là ngày 19 tháng 4 dương lịch là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày 28 là ngày 20 của tháng 4, đây là ngày không vong, là ngày bình thường. Ngày 29 là ngày 21 tháng 4, đây là ngày đại an, đây là ngày tốt. Ngày 30 là ngày 22 tháng 4, là ngày sát chủ, là ngày rất là xấu. Đấy, quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị với các bạn là những cái ngày tốt, ngày xấu, ngày trung bình trong tháng 3 âm lịch năm 2020. Đây là một tháng đủ. Ở trong này chúng tôi đã chia sẻ rất là kỹ các ngày tốt, các ngày xấu để cho quý vị tiện theo dõi, để cho chúng ta lựa chọn được ngày tốt cho mình để động thổ làm nhà hay là khai trương các cửa hàng, vân vân.
Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được những cái thông tin cực kỳ hữu ích. Và chúc quý vị sẽ lựa chọn được những ngày tốt phù hợp với mệnh của mình để làm ăn ngày càng phát đạt và khâm khá hơn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.